chào các bạn quay lại với kênh YouTube của mình nha. Phải 7 tháng rồi thì mình mới quay lại với kênh YouTube của mình các bạn. Trong suốt khoảng thời gian 7 tháng đó thì hầu như mình không có đăng một cái gì và không có hoạt động một cái gì trên YouTube cả. Thì suốt khoảng thời gian đó rất là nhiều các bạn có comment hỏi thăm xem là mình ổn không, rồi có vấn đề gì không mà lại không đăng video clip rồi gì hết đó các bạn. Thì rất là cảm ơn các bạn đã luôn dành tình cảm và sự quan tâm đến kênh YouTube của mình. Thậm chí một số bạn biết mình trên Facebook á, thì còn inbox để hỏi là mà anh nghỉ nuôi cá rồi hả, anh nghỉ không chơi Phượng Hoàng nữa hả, bla bla các kiểu các bạn. Thì không có chuyện đó đâu các bạn. Nói chung là cá cảnh thì sinh rồi, là đam mê từ bé của mình rồi. Mà mình nghĩ là mình sẽ duy trì đam mê này hoài chứ cũng không có nghỉ đâu các bạn. Thì trên màn hình các bạn đang thấy là một cái hồ cá gần đây của mình á, mình đang mix đủ loại cá lại với nhau các bạn. Có Phượng Hoàng hoang dã, dĩa cũng có, rồi Pleco cũng có, rồi cá chuột Corydoras cũng có các bạn. Do là tụi nó sinh sản với cái tốc độ chóng mặt quá cho nên là hết hồ nuôi thì mình cứ thả mix chung lại vậy các bạn. Thì quay lại câu chuyện là tại sao 7 tháng qua thì mình không có hoạt động gì ở trên YouTube cả. Mình không có chia sẻ gì về đam mê cá cảnh của mình nữa. Thì cũng có lý do cá nhân các bạn. Trong đó lý do lớn nhất mà chiếm thời gian nhiều nhất đó là mình vừa mới mua một căn nhà bên Nhật nha các bạn. Thì cũng giống như ở Việt Nam mình thôi. Để mà mua một căn nhà thì bạn cần tốn rất là nhiều thời gian để mà tìm hiểu xem cái khu vực đó có ok hay không, rồi làm các cái thủ tục cần thiết, rồi các kiểu đó các bạn. Cho nên nó cực kỳ tốn thời gian luôn. Và mình hầu như cũng không còn thời gian để chia sẻ hay là làm những cái việc liên quan tới đam mê đồ nữa các bạn. Trên màn hình các bạn đang thấy là cảnh khu nhà mình lúc người ta đang xây các bạn. Khu này thì xây dựng mới có 6 nhà. Mình mua một trong 6 căn ở đây các bạn. Sau nhiều tháng làm các thủ tục cần thiết rồi chờ người ta xây á, thì cuối cùng nhà mình cũng hoàn thành rồi đây các bạn. Nói chung là nhà cũng bé bé xinh xinh vừa đủ dùng thôi các bạn. Nhà ở Nhật thì nó cũng không có được rộng rãi như nhà ở Việt Nam đâu. Nhưng mà nó phù hợp cho nhu cầu của mình là được rồi các bạn. Hiện tại thì mình cũng đã chuyển vào đây ở rồi các bạn. Và một trong những cái việc cực nhất mà tốn thời gian nhất đó là chuyển nhà các bạn. Tại vì mình có quá nhiều hồ cá và khi mà chuyển thì cực kỳ vất vả luôn các bạn. Thì trên màn hình các bạn đang thấy đây là cái căn phòng nuôi cá mới của mình các bạn. Vì do là cá cảnh với cây cối rồi các bạn, cho nên là lúc mà vận chuyển sang á thì gặp khá là nhiều vấn đề luôn. Cá thì nó bị stress nè, rồi đất nền rồi thì nó bị bung lên, rồi cây cối thì bị xáo trộn, rồi nói chung đủ vấn đề hết các bạn. Trên màn hình các bạn đang xem á là lúc mà mình vừa chuyển qua và mình đang để tạm như vậy thôi. Còn hiện tại thì mình đang bắt tay vào quá trình mình cải tạo lại hết rồi các bạn. Nó cũng đang dần dần đi vào ổn định lại rồi. Sẽ sớm thôi, mình là sẽ quay lại với cuộc chơi và sẽ lại tiếp tục chia sẻ đam mê với các bạn nha. Tiện đây thì cũng chia sẻ một tí là mấy cái hồ bên phía trái các bạn, nằm ở trên cái kệ cao cao á, mấy cái hồ bé bé là hồ mình nuôi Abistogramma các bạn. Còn hồi trước thì có rất là nhiều các hồ nhỏ nữa, nhưng mà lúc mình chuyển nhà thì nói chung thấy nó lỉnh kỉnh quá cho nên là cũng vứt bớt rồi các bạn. Cho nên giờ còn vậy thôi. Thì sau này nếu mà có nhu cầu cần nuôi thêm hay gì đấy thì mình sẽ mua thêm. Nói chung cái đấy thì cũng dễ mà, không có gì. Còn mấy cái hồ kích thước to hơn thì chủ yếu mình dùng để nuôi mấy cái con cá mà kích thước nó to hơn Abistogramma một chút, như là Adoketa hoặc là cá dĩa các bạn. Mấy cái cặp Adoketa của nhà mình thì trộm vía lúc mà chuyển qua nhà mới thì cũng không có bị ảnh hưởng gì nha các bạn. Adoketa thường tụi nó khỏe cho nên hầu như mình thấy nó cũng chả stress hay là cái gì hết, nó khỏe re các bạn. Được rồi, chỉ hơi tiếc một chút là trong lúc mà chuyển nhà thì mình cũng bị hao hụt một vài cặp Abistogramma các bạn. Abistogramma thì nó nhạy cảm hơn cho nên là lúc mà chuyển nhà xong á, nhiều cá nó bị xáo trộn rồi ấy. Rồi mình lại chuyển đúng lúc cái mùa lạnh của bên Nhật đó các bạn, nên là khi qua nhà mới á, một số con nó bị bệnh á, mình cứu được một số, còn một số thì nó đi các bạn. Nhưng mà thôi không sao, có gì mình gầy dừng lại các bạn. Tiện đây thì mình cũng chia sẻ một tí về ngôi nhà mới của mình. Lý do vì sao mình lại chọn mua nhà ở đây á các bạn.
Thì lý do đầu tiên là vì nó ở gần rất là nhiều các công viên, rất là thuận lợi cho trẻ em vui chơi như các bạn đang thấy trên màn hình ấy. Ngoài ra cái lý do thứ hai, là một trong những cái lý do quan trọng nhất mà mình rất là thích ngôi nhà này, đó là các bạn có nhìn thấy cái khung cảnh này không? Đây là cái chỗ mà lúc trước mình có quay một cái video mình đi vớt tép ngoài tự nhiên về cho mấy con cá nhà mình ăn đó các bạn. Thì cái ngôi nhà mới của mình đó, rất là gần với cái công viên này luôn, có thể đi bộ ra được nha các bạn. Công viên này là công viên Ryokuchi Koen, một cái công viên rất là lớn ở nội thành Osaka của Nhật. Mình thì ngay từ lần đầu tiên đến đây mình đã cực kỳ thích cái công viên này rồi các bạn. Tại vì mình là một người yêu động vật, và ngay từ lần đầu tiên đến đây mình đã rất là ấn tượng bởi vì công viên này có cái hệ động thực vật rất là phong phú, và những cái loài động vật đây á, nó rất là thân thiện luôn các bạn. Như các bạn đang thấy trên màn hình là mọi người đang cho vịt trời ăn đó các bạn. Ngoài ra cò rồi chim rồi các thể loại cực kỳ phong phú luôn. Ngoài ra ở cái hồ này á, thì như lần trước mình có quay một cái video short mình giới thiệu với các bạn á, ở đây nuôi rất là nhiều cá chép luôn các bạn. Mình thì cũng rất là thích cá koi. Nếu mà có điều kiện thì cũng muốn làm một cái hồ cá koi ở trong nhà á. Nhưng mà hiện tại thì mình đang ở Nhật mà ở thành phố lớn, cho nên là nhà nó cũng không có rộng đến mức để có thể mà đào để mà làm một cái hồ cá koi được. Cho nên là khi mà chọn mua nhà thì mình đã quyết định mua ở cái công viên này, để mà cuối tuần mình có thể ra đây rồi cho cái tụi cá chép này ăn, thì cũng đâu đó cũng khá là gần với cái việc mà mình muốn nuôi một hồ cá koi ấy các bạn. Mặc dù tụi này thì nó xấu hơn cá koi một chút, nhưng mà cho tụi nó ăn thì xả stress cực kỳ luôn các bạn. Tụi nó háo ăn lắm, mà nói chung ở trong cái hồ này thì tụi này đông cực kỳ luôn các bạn. Bên Nhật đó thì không có ai đánh bắt mấy con cá này đâu, mà người ta thậm chí người ta còn ra cho ăn nữa. Cho nên là bọn nó rất là kiểu quấn người và thân thiện á. Bạn chỉ cần lại gần chỗ cái mặt hồ này thôi á, là đã thấy bọn nó tụ lại rất là đông như vậy nè. Đó các bạn đang nhìn thấy trên màn hình á. Ngoài ra ở công viên này thì cũng có rất là nhiều hoa anh đào nha các bạn. Và hoa anh đào cực kỳ đẹp luôn. Mùa này thì hoa anh đào đang bắt đầu nở rộ rồi á. Nào rảnh rảnh thì mình qua mình quay khoe với các bạn cho các bạn xem. Mua nhà ở cái công viên này á, thì cứ cuối tuần là gia đình mình có thể ra đây để mà kiểu gần gũi với thiên nhiên đồ này các bạn. Cho nên là cực kỳ thích và quyết định là sẽ mua luôn ở đây. Thôi đến đây thì cái video nó cũng dài lắm rồi. Mình xin kết thúc ở đây. Lâu lâu quay lại với YouTube nên chia sẻ một tí về cuộc sống mình hiện tại cho các bạn thôi. Hy vọng sắp tới thì mình quay lại ra những cái clip về cuộc sống và cả cảnh rồi các kiểu á, thì các bạn hãy tiếp tục ủng hộ.